Đưa bóng vào, coi! Tuyển Việt Nam lại một lần nữa vượt lên rồi. Khi mà cầu thủ Myanmar đang hưng phấn nhất thì chúng ta đã có bàn thắng thứ hai. Lê Công Vinh tiếp tục cho thấy anh vẫn là tiền đạo hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Và luôn lên tiếng lúc người ta cần anh nhất. Đường đưa bóng vào là của Trọng Hoàng. Và cú dứt điểm vừa đủ để Lê Công Vinh điền tên mình lên bảng điện tử.